Chiều nay 23 tháng 4, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng tiểu ban thông tin tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông báo tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh từ sau phiên họp Ủy ban bầu cử lần thứ hai cho đến nay. Theo thông tin tại buổi họp báo, sau hội nghị hiệp thương lần 3, tổng số đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội là 10 người. Số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 85 người, Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 430 người, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là 3.459 người. Toàn tỉnh có 857.000 cử tri và các địa phương đã thành lập 814 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử tại 814 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri theo luật định tại 960 điểm bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được thực hiện theo từng giai đoạn của bầu cử, phù hợp với yêu cầu và nội dung cần cung cấp đến toàn thể nhân dân với nhiều phương thức đa dạng phong phú. Ủy ban bầu cử tỉnh đã giao cho báo Bà Rịa Vũng Tàu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện 7 sản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn về bầu cử như là vũ trang, hướng dẫn trang trí điểm bầu cử, vũ trang quy trình bỏ phiếu bầu cử, vân vân. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, cũng trình bày nghị quyết của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo nghị quyết này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 85 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu ở 11 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Danh sách 85 đại biểu sẽ được niêm yết công khai tại 960 điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử brt.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trên trang thông tin điện tử của báo Bà Rịa Vũng Tàu, cổng thông tin điện tử tỉnh.